Huấn Hoa Hồng bị công an triệu tập vì ghép video từ thiện miền Trung. Ngày 26 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cho biết vừa tiến hành triệu tập Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng vì liên quan đến vụ việc fanpage của người này đăng clip cắt từ chương trình Chuyển động 24 giờ phát tối hôm 17 tháng 10 rồi ghép hình ảnh Huấn trao quà từ thiện. Tại buổi làm việc, Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của bản thân đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của VTV. Sau khi nhận ra sai phạm, chủ tài khoản đã gỡ video khỏi fanpage. Trước đó, trên trang fanpage, Huấn Hoa Hồng đăng video cắt ghép từ chương trình thời sự tối 17 tháng 10 của VTV24 về việc các nghệ sĩ làm từ thiện tại miền Trung. Tuy nhiên, video này đã bị cắt ghép. Trong video giả, hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cho một người dân được thay bằng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn, người được biết đến với tên trên mạng là Huấn Hoa Hồng. Nội dung đoạn video cắt ghép cho hay, sau khi kêu gọi quyên góp trên trang cá nhân, đến ngày 21 tháng 10, Huấn Hoa Hồng đã có mặt tại Quảng Trị, trao tận tay từng thùng mì tôm, áo phao nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. Cuối video được đè thêm giọng đọc giới thiệu tiểu sử của Bùi Xuân Huấn và thông tin người này đã có mặt ở Quảng Trị. Video này nhận được nhiều tương tác từ người dùng mạng xã hội, nhưng hiện đã gỡ bỏ. Theo lãnh đạo Trung tâm Tin tức VTV24, việc mạo danh của Huấn Hoa Hồng liên quan đến chuyện từ thiện với đồng bào đang gặp lũ lụt ở miền Trung. VTV24 đánh giá mức độ ảnh hưởng đến uy tín của kênh truyền hình này là tương đối rộng rãi. Nên ngoài việc lên tiếng vạch trần sự giả mạo trên công luận, thì VTV24 quyết phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý nghiêm. Từ hôm nay 26 tháng 10, xe chở rác không có bạt che, không ép nước trước khi đổ rác thải sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là yêu cầu của Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ trong cuộc họp tìm giải pháp tháo gỡ cho khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào chiều qua 25 tháng 10. Trước mắt thì Bí thư Hà Nội đề nghị trong thời gian ngắn nhất cần phải vận động tuyên truyền, thuyết phục người dân tự giác bỏ chặn xe rác vào khu vực bãi rác Nam Sơn. Còn những trường hợp lợi dụng tình hình lôi kéo xúi dục cố tình gây rối thì phải xử lý nghiêm. Các cơ quan thanh tra công an phải vào cuộc xử lý nghiêm việc vi phạm hợp đồng, như trong hợp đồng phải ghi rõ là ép nước rác trước khi vận chuyển nhưng không làm, không phủ bạt xe chở rác. Yêu cầu các sở ngành có liên quan cần phối hợp từ ngày 26 tháng 10 kiểm tra xử phạt nghiêm việc vận chuyển vận hành xe chở rác. Các hố chôn lấp mới ở phía bắc khu Nam Sơn phải được khẩn trương thi công, đảm bảo đúng tiến độ vào ngày 5 tháng 11 đưa vào sử dụng để giảm áp lực cho khu vực hiện tại. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã lên phương án phân luồng rác thải tạm thời về khu xử lý rác Xuân Sơn và Cầu Diễn. Bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 26 tháng 10, hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 250 m khối mỗi giây lên 300 đến 400 m khối mỗi giây. Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 suy yếu thành một vùng thấp, khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa từ chiều 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020. Lượng mưa dao động từ 50 đến 150 mm. Từ chiều 28 đến 31 tháng 10 năm 2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300 đến 500 mm mỗi đợt, cục bộ có nơi từ 600 đến 700 mm mỗi đợt. Trong khi đó, mực nước hồ lúc 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 là 30,35 m, tương ứng với dung tích 284 triệu m khối. Để đảm bảo an toàn công trình hồ đập và đón lũ của cơn bão số 9 khi đi vào Biển Đông, trong lúc mực nước hạ du đang thấp, lúc 15 giờ 30 phút ngày hôm qua 25 tháng 10, tràn dốc Miếu Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng là 250 m khối mỗi giây và sẽ tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400 m khối mỗi giây lúc 7 giờ sáng nay 26 tháng 10. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 10 tới đây, công ty sẽ chủ động giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ. Ninh Bình là nơi chứa những vật báu của trời, nơi nổi tiếng có nhiều danh lam thắng cảnh. Văn hóa truyền thống Ninh Bình vừa có nét riêng bản địa, vừa mang sắc thái vùng miền do yếu tố hội tụ, giao thoa của nhiều nền văn minh, văn hóa tích hợp. Hội tụ đủ cả rừng, biển, trung du, miền núi và đồng bằng. Ninh Bình chính là hình ảnh về một đất nước Việt Nam thu nhỏ. Với nét độc đáo riêng có, Ninh Bình nổi lên như một điểm sáng về thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Lượng du khách tăng nhanh, vô hình chung kéo theo tình trạng mất an ninh trật tự tại các nhà ga, bến xe trên địa bàn. Lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh tại các khu vực nhà ga, bến xe, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát để từ đó có phương án kịp thời xử lý những vi phạm xảy ra. Với sự vào cuộc tích cực của toàn thể lực lượng, trong những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các bến xe, nhà ga luôn được ổn định. Riêng tại bến xe khách Ninh Bình,
nhờ giữ vững tình hình an ninh trật tự đã góp phần giúp 20 đơn vị vận tải hoạt động an toàn, hiệu quả với hơn 100 phương tiện xuất bến, 200 chuyến xe nội tỉnh và liên tỉnh. Trước đây thì cái tình hình an ninh trật tự rồi cái việc chấp hành pháp luật ở trong khu vực bến xe, ngoài khu vực bến xe là tương đối phức tạp. Cái tình trạng tranh giành khách, tình trạng mà lấn chiếm lòng đường vỉa hè để buôn bán ở trong và ngoài bến xe là diễn ra, vẫn còn diễn ra. Đấy, nhưng mà trước năm gần đây thì báo cáo các đồng chí là với sự vào cuộc một cách quyết liệt cũng như tham mưu một cách chính xác đúng của lực lượng công an thì như các đồng chí đã biết, bến xe cho đến nay đã thay đổi bộ mặt hoàn toàn một cách toàn diện. Đấy, không còn cái tình trạng là trèo kéo, kéo khách. Đấy, không còn cái tình trạng là chèn ép của các lái xe, không còn tình trạng là buôn bán hàng rong rồi trên vỉa hè, không còn tình trạng là thậm chí là không còn cả cái tình trạng là buôn bán ma túy. Cho đến nay thì toàn bộ cái bộ mặt của bến xe đã xứng tầm với lại cấp tỉnh, cấp thành phố. Trong thời gian qua thì tình hình của bến xe khách Ninh Bình về trật tự an toàn giao thông được thực hiện rất nghiêm túc, không có vụ việc va chạm và mất an toàn trật tự giao thông nào xảy ra. Bến xe khách Ninh Bình đã chủ động phối hợp với công an phường Thanh Bình và các cơ quan sở tại tăng cường phối hợp để tuyên truyền cho các lái phụ xe cùng với các nhân viên ở trong bến xe là tác hại của rượu bia và các thức uống có cồn, kiên quyết không cho các xe nào không có đủ điều kiện xuất bến được xuất bến. Đồng thời là bến xe khách Ninh Bình cũng làm việc với liên kết với lại các đơn vị vận tải là phối hợp chủ động kiểm tra các phương tiện và những người điều khiển phương tiện khi mà vi phạm để cho những chuyến xe được xuất bến an toàn. Là ga trọng điểm trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ga Ninh Bình được đánh giá là điểm trung chuyển bảo đảm sự an toàn, thân thiện với hành khách. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà ga đón hàng triệu lượt hành khách đi lại, giao thương, buôn bán và hàng nghìn tấn hàng hóa được vận chuyển, xếp dỡ. Có được kết quả đó, một phần là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Ninh Bình. Theo đó, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát được chú trọng, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời và ngăn chặn. Tình trạng chèo kéo hành khách, bán hàng rong, móc túi, cướp giật trong khu vực nhà ga, bến xe đã được kiểm soát chặt chẽ.